Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với bệnh ung thư và cũng là lần đầu tiên tôi áp dụng cái phương pháp của riêng mình và tôi cho tôi là thắng lợi. Khi phát hiện ra mình bị ung thư đại tràng thì bệnh viện quen bác sĩ khuyên tôi là phải mổ ngay, cắt cái đoạn đại tràng đó đi. Chậm một ngày và sau đó thì bác sĩ nói chậm một giờ hối hận không kịp nữa đâu. Nhưng tôi nghĩ có nhẽ chả đến nỗi như vậy. Cho nên tôi nghĩ là không, tôi sẽ giải quyết theo cách của tôi. Nhịn ăn như thế, lần đầu tiên tôi nhịn ăn và cũng là một trong những người mà nhịn ăn đầu tiên của Việt Nam. Nhịn ăn nhưng mà đồng thời tôi luôn luôn có ý thức tinh thần của mình rất cao. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với bệnh ung thư và cũng là lần đầu tiên tôi áp dụng cái phương pháp của riêng mình và tôi cho tôi là thắng lợi. Fugodan ấy nó rất giàu chất xơ hòa tan và chất xơ này thì nó có tác dụng ngăn cản sự phát triển của tế bào ung thư. Rồi, nó ức chế không cho hình thành hệ thống mao mạch. Bởi vì một tế bào ung thư hoặc là một tế bào ung thư bám vào nơi nào đó muốn biến thành khối u thì đầu tiên nó phải huy động cho cơ thể hình thành một loạt các mao mạch để nuôi nó. Thế thì cái Fugodan này nó ngăn cản không cho hình thành mao mạch. Cho nên là tế bào ung thư có đấy cũng không thể phát triển được. Đây là cái điều rất quan trọng và có thể nói gì nó là cái quá trình mà rất tuyệt vời chống ung thư. Mặt khác nữa, Fugodan nó còn tấn công, nó còn gây áp lực làm cho cái tế bào ung thư không thể tồn tại được. Ngoài ra, Fugodan còn có rất nhiều các cái vitamin, các cái chất xơ, các chất khoáng và những hoạt chất này thì chống tế bào ung thư phát triển, rồi chống cholesterol, kích thích tế bào khỏe, vân vân. Vì vậy, Fugodan là một cái sản phẩm chống ung thư có thể nói là tuyệt vời mà Nhật Bản nó đi đầu trong chuyện này. Cái tính chất tự nhiên của nghệ là nó kháng khuẩn rất tốt. Và thứ hai, nghệ nó kích thích lên da non, nó phục hồi vết thương rất hay. Nhưng mà nano curcumin như tôi trình bày nó siêu nhỏ, cho nên khả năng hấp thụ nó rất cao và nó đi xuyên qua các màng tế bào vào trong bên trong tế bào, cho nên tác dụng nó rất tuyệt vời. Thế thì curcumin nano nó đi xuyên vào qua màng của tế bào ung thư, nó tác động làm cho tế bào ung thư không phát triển được. Đồng thời thì nó ngăn cản cái quá trình phát triển của khối u của tế bào đấy, và nó cung cấp các chất dinh dưỡng cho tế bào khỏe. Vì vậy cho nên là cái curcumin nano phải nói là một chế phẩm rất tuyệt vời mà hiện nay ở Việt Nam tôi biết là đã sử dụng khá nhiều. Tôi thấy trong cái chế phẩm này các cái thành phần toàn là những thành phần tốt đấy, và có thể nói rằng là các loại đậu ấy với lại kê với cái tính chất như vừa trình bày thì tôi thấy là chế phẩm này là hoàn toàn tốt. Đạm rất nhiều, chống cholesterol rất tuyệt vời, chống oxy hóa rất cao và gì khả năng bồi dưỡng nâng cao cơ thể rất tốt. Cho nên tôi cho chế phẩm này là một chế phẩm tuyệt vời, rất xứng đáng để mà sử dụng. Và những thành phần này của nó thì đều có tác dụng chống tế bào ung thư. Vì vậy chế phẩm này có thể chống ung thư rất tốt. Không những thế, thành phần dinh dưỡng rất cao. Cho nên tôi nghĩ nếu như người dân thường, đặc biệt trẻ nhỏ và người già thường xuyên ăn cái này thì sức khỏe sẽ tăng cường và khả năng đề kháng sẽ cao, bệnh tật sẽ giảm. Nếu mà có ung thư thì nó cũng đề phòng ngay từ đầu. Cho nên là sau khi nghiên cứu về cái sản phẩm này thì tôi thực sự rất mến phục sản phẩm này và khuyên những bệnh nhân của tôi là nên dùng nhiều cái sản phẩm này thì sẽ có tác dụng rất tốt trong chữa bệnh và trong nâng cao giữ gìn sức khỏe. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.